Tuyết và Triệu Hồ xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình nội bộ số 29 năm 2016 của sinh viên trường cao đẳng truyền hình. Thưa quý vị, hướng đến sự mới mẻ của sân chơi dành cho các bạn sinh viên, truyền hình nội bộ số 29 hứa hẹn mang đến cho các bạn những thông tin thiết thực và bổ ích. Chính vì thế, những đề tài được các bạn sinh viên lựa chọn là các vấn đề gắn liền với cuộc sống và mang ý nghĩa xã hội. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về các sự kiện nổi bật của tháng 9 vừa qua. Sáng ngày 22 tháng 9 2016, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội đã diễn ra hội chợ tiêu dùng và thời trang năm 2016. Hội chợ thu hút được rất nhiều người dân tham gia. Tại hội chợ có hơn 100 các gian hàng được trưng bày rất đa dạng và phong phú như đồ dùng, sản phẩm dệt may, mỹ thuật, mỹ phẩm, các món đặc sản của các vùng miền, sản phẩm chế biến từ nông lâm thủy sản và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Hội chợ mở ra nhằm giao lưu lớn giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng, là cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm có hiệu quả cao và thúc đẩy sự phát triển kích cầu tiêu dùng. Qua đó, khẳng định sản phẩm, thương hiệu của mình để nghiên cứu chiến lược mở rộng trên thị trường. Trong thời gian gần đây, người dân thủ đô vô cùng háo hức bởi sự xuất hiện của phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Phố đi bộ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, được áp dụng vào 3 ngày cuối tuần từ 19 giờ, trải dài trên địa bàn 6 phường, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Gai và Hàng Đào. Bình thường thì không chơi được ở đây, với cả em cảm thấy giống như ngày Tết ạ. Đi dạo bộ nghĩa là rất là thoải mái. Nó không còn nhiều xe như trước nữa, bây giờ đi mọi người đi rất là thoải mái, đông vui. Đường thông hề thoáng. Thứ hai là phố đi bộ phải có cái chỗ mà ví dụ mà du lịch như là ví dụ ở chỗ bán về các mặt hàng du lịch. Thế xong này lại có chỗ mà để chơi cho các cháu. Thế thì có chỗ văn hóa văn nghệ. Phố đi bộ đều rất là phấn khởi vui vẻ. Trong một cái sân chơi mới của giới trẻ thủ đô, và tôi nhìn thấy đây có rất nhiều các bạn ở các tỉnh xung quanh khu Hà Nội cũng đến đây tham gia và có những hoạt động rất là vui vẻ trên đường phố. Cảm thấy đông vui nhộn nhịp và kiểu hòa nhập với cộng đồng ấy. Phố đi bộ mở ra không gian với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, biểu diễn nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát, chèo, nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc, triển lãm tranh, biểu diễn nghệ thuật ánh sáng. Đến đây, mỗi người như được tìm về với tuổi thơ cùng với các trò chơi dân gian như ô ăn quan, kéo co, đánh chuyền, đặc biệt là việc lắp đặt các trạm phát wifi miễn phí. Dù mới được triển khai nhưng nó đã thu hút rất nhiều người dân Hà Thành và du khách nước ngoài đến tham quan, vui chơi giải trí. Không chỉ là điểm đến vào dịp cuối tuần mà phố đi bộ còn mang đến những giá trị tinh thần vô giá, trở thành một nét độc đáo của thủ đô, góp phần bảo tồn, tôn vinh và giới thiệu lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9 2016, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra chương trình trao đổi nghệ thuật thủ công sơn mài châu Á. Trên 50 tác phẩm sơn mài của các nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa xã hội khác nhau đã được trưng bày như Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia, Trung Quốc, Miến Điện, Đài Loan, Việt Nam, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nghệ thuật sơn mài hiện đại như một bức tranh ghép rực rỡ, mới lạ, lôi cuốn, các kỹ thuật được xây dựng lâu đời từ những bàn tay tài hoa đã làm nên những tác phẩm tinh xảo, kết hợp một cách khéo léo giữa nét đẹp cổ truyền và hiện đại. Triển lãm lần này chia sẻ với công chúng cách thức nghệ sĩ nắm bắt bản chất của sơn và góc nhìn của họ về thời đại. Tiếp theo đây, chúng ta cùng để lại những bộ phim hot nhất trong tháng 9 vừa qua. Trong phim Nhóc tì của tiểu thư John, cuộc sống trong mơ của tiểu thư John với vị hôn phu Mark Dessy không còn nữa. Cô chia tay chồng và trở lại là chính mình thời điểm cách đây nhiều năm. Buồn bã, cô đơn và chỉ biết bầu bạn với rượu. Một lần nữa, cô tự vực dậy chính mình bằng việc đi tập gym, tiệc tùng và hết mình với công việc. Tuy nhiên, rắc rối lại tìm đến với tiểu thư John khi cô phát hiện mình đã mang thai. Liệu nhóc tì này là kết quả giữa cô và người chồng cũ hay anh chàng điển trai Jack cô đang phải lòng? Tiếp theo là phim Bố già sát thủ, phim kể về Linda bị bạn trai vốn là chủ ma túy gài bẫy. Cô bị gắn cho tội danh ăn cắp tiền của một tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng. Cô gái 17 tuổi phải chạy trốn với người đồng hành duy nhất,
người cha vốn là cựu binh vừa mãn hạn tù, đam mê với những cung đường tốc độ, coi thường pháp luật và có tình yêu thương vô điều kiện. Bố già John Ring buộc phải bảo vệ con gái yêu và đối đầu với tội phạm nguy hiểm. Tiếp theo là bộ phim Mật vụ Snowden, tiếp tái hiện cuộc đời của Edward Snowden, cựu nhân viên phân tích an ninh của quốc gia Mỹ, tiết lộ hàng loạt bí mật xoay quanh những chương trình theo dõi của người dân Mỹ và Anh cho giới truyền thông. Cuối cùng là bộ phim Máy ấm kỳ lạ của cô Penagy, kể về cuộc phiêu lưu đến một vùng đất kỳ lạ của Jacob Portman. Tại đây, Jacob gặp được cô Penagy và những đứa trẻ có khả năng dị thường cô đang che chở. Nơi ấy có một cô gái tóc đỏ với đôi tay giữ lửa, cậu bé tàng hình. Tất cả khiến người xem choáng ngợp bởi cảm giác ma dị. Lần đầu nghe tới ý tưởng biến bãi rác thành vườn hoa, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc về tính khả thi của ý tưởng này. Liệu vườn hoa mới mọc lên có thể thế chỗ cho những bãi rác tự phát gây bức bối trong thời gian vừa qua hay không? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau đây. Chủ đề là biến bãi rác thành vườn hoa của cuộc thi siêu thủ lĩnh của Đài truyền hình Việt Nam, thì trước đó mình là thí sinh cuộc thi này, và cái việc mà biến một bãi rác thành một cái vườn hoa thì đó là một cái nhiệm vụ, một cái thử thách mà bọn mình phải thực hiện trong cuộc thi. Và sau khi mà kết thúc cuộc thi này thì nhận thấy cái tính hiệu quả, cái tính ý nghĩa của dự án, thì mình quyết định là sẽ phát triển tiếp nó bằng cách là lập ra một cái nhóm với khoảng 30 bạn thành viên để tiếp tục duy trì và phát triển dự án. Tôi rất mong muốn cái vườn hoa này mà mình sẽ phát triển nhiều ở các nơi và ở đây và nhiều nơi nữa để cho cái thành phố chúng ta sẽ khang trang sạch đẹp hơn và đáp ứng được cái cuộc sống của mọi người càng ngày càng tiến lên. Như thế này, chúng tôi rất mong có thể nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, tạo thành những bãi rác cả mấy năm không thể dọn sạch được. Bên cạnh đó, những dự án như thế này sẽ giúp cho bộ mặt của đô thị nhìn văn minh, đẹp đẽ hơn, nên rất mong có thể nhân rộng trên toàn thành phố. Giới trẻ làm thiện nguyện là điều khá quen thuộc trong thời gian gần đây, và việc làm ấy đã trở thành thường niên. Và khi những góc phố sáng rực ánh đèn, cũng là lúc các bạn trẻ chia những chiếc bánh mì nhỏ tặng cho những con người kém may mắn trong cuộc sống, phải lang thang, ngủ tại các vỉa hè đường phố. Để hiểu rõ hơn công việc ấy, mời các bạn cùng xem phóng sự sau. Thưa quý vị và các bạn, không giống như ban ngày Hà Nội tấp nập và ồn ào, thì ban đêm Hà Nội lại bình lặng đến yên ả. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì đâu đó quanh ta vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Và hiện nay chúng tôi đang theo chân các bạn trẻ để một phần nào đó san sẻ yêu thương đến những người vô gia cư. Bắt đầu từ 7 giờ tối thứ tư hàng tuần, những bạn trẻ này lại tập trung lại để bắt đầu cuộc hành trình san sẻ yêu thương của mình. 2 năm nay, cứ đều đặn một phần quà gồm gói bánh, một hộp sữa, một chai nước và một lọ dầu gió được các bạn ấy chuẩn bị để dành tặng những cụ già neo đơn, vô gia cư không nơi nương tựa. 11:30, những chuyến xe chở yêu thương bắt đầu lên đường. Đứng dậy nhau.
Mình cảm thấy rất là vui khi mà được chia sẻ một phần công sức nhỏ bé của mình tới những người vô gia cư, những người không nơi nương tựa hay những người có những cái hoàn cảnh khó khăn. Tuy rằng là hiện giờ chúng mình đang là sinh viên thôi, cũng không có điều kiện kinh tế để mà giúp đỡ họ được nhiều phần lớn lao. Nhưng mà dù sao thì cũng bớt một khoản, những cái khoản chi tiêu của mình để mà giúp đỡ được họ được miếng ăn hay là tấm quần áo để mà che lạnh mỗi khi mà trời trở gió về. Những cụ già ở đây dường như đã quen với sự xuất hiện của nhóm bạn trẻ vào đêm thứ tư hàng tuần. Tình thương của những người trẻ đã tiếp thêm sinh lực để các bác, các cụ vượt lên sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm gia đình. Nói chung cái lứa trẻ của các con là tốt, giúp đỡ già trong lúc thế này thế khác. Có những cái rất là Việt Nam mình là có nhiều cái yêu ái, tức là cái tình thương nó có nhiều. Nhỏ thôi nhưng phần nào cũng chia sẻ được tình yêu đến những người vô gia cư và mong rằng các bạn trẻ sẽ hoạt động được nhiều những công việc ý nghĩa hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách khác nhau để gây quỹ cho nhóm sinh viên tình nguyện. Thế nhưng đội sinh viên tình nguyện Hà Nam thuộc Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam lại gây quỹ bằng cách thu gom phế liệu từ các nhà trọ sinh viên vào chiều mỗi tuần. Đây còn là việc giúp tuyên truyền cho các bạn sinh viên có thói quen phân loại rác. Mỗi tuần, nhóm kết nối Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức một buổi đi thu gom phế liệu từ các hộ gia đình và các xóm trọ sinh viên để gây quỹ làm từ thiện. Phương châm của nhóm là hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Những màu áo tình nguyện đi hết các con ngõ, xóm trọ để thu gom phế liệu. Họ không ngần ngại gõ cửa từng phòng để xin những vỏ chai lọ đã qua sử dụng. Ai không cho mình làm phiền một chút được không ạ? Các thành viên trong nhóm còn nhớ được tiềm năng phế liệu của từng dãy trọ. Ban đầu, nhiều người còn tỏ ra e ngại với nhóm. Nhưng dần rồi cũng thành quen, các bạn được mọi người chào đón. Có khi chỉ cần gõ cửa là chủ nhà đã đem ra, hay đi qua những quán dọc ven đường, họ thu gom rồi mang về đưa cho nhóm. Hành động của các bạn dù nhỏ nhưng tác động rất lớn đối với nhiều bạn trẻ, tạo cho mình một thói quen thu gom và phân loại phế liệu. Trước khi là chưa biết đến câu lạc bộ kết nối đi thu gom ấy, thì em chỉ ăn uống xong đồ thì em không có thói quen là giữ lại đồ để ủng hộ các bạn. Thì sau khi biết được câu lạc bộ kết nối thu gom chai nọ bán để lấy tiền để ủng hộ các ủng hộ vào cái quỹ từ thiện làm các trẻ mồ côi hay là các trung tâm, thì là em cũng đã ý thức được việc là giữ lại chai nọ là tốt và là em đã giữ lại chai nọ thường xuyên và để vào một bao có bì ạ. Thì là khi đó là em sẽ đợi các bạn chủ nhật hàng tuần là các bạn kết nối đến thu gom, thì là em ủng hộ cho câu lạc bộ vì em nghĩ là cháu thì đáng quý hơn là tấm lòng của mình. Những màu áo tình nguyện vẫn lặng lẽ trên những con ngõ vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Biết rằng đi bộ sẽ rất mệt nhưng các thành viên trong đội không nề hà gì, hơn nữa lại tiết kiệm được tiền xăng và giảm bớt khói bụi không gây ô nhiễm môi trường. Những hình ảnh đi thu gom phế liệu vào mỗi chiều cuối tuần trở nên quen thuộc với nhiều người và nhận được nhiều sự ủng hộ. Hành động thu gom phế liệu của các bạn sinh viên tình nguyện vừa để gây quỹ cho đội, vừa vận động và tuyên truyền cho mọi người nâng cao ý thức giữ gìn môi trường. Những phế liệu trong các bạn sinh viên như là chai lọ, giấy bao cũ mà các bạn không dùng đến nữa thì mình đã có ý tưởng là sẽ thu gom lại những phế liệu đó. Thứ nhất là có thể để bảo vệ môi trường, không lãng phí những vật liệu. Thứ hai là có thể tạo một nguồn quỹ để cho câu lạc bộ có thể đi những trung tâm từ thiện để làm những chương trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và mục đích chính của mình là mang đến những yêu thương của chúng mình đến những hoàn cảnh khó khăn. Và phương châm của chúng mình là hành động nhỏ ý nghĩa lớn và rất mong được sự đồng hành, ủng hộ cũng như là quyên góp của những tâm lòng hảo tâm để
câu bạn mình ngày càng phát triển và hy vọng là có thể mang được những yêu thương của chúng mình đến nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Số tiền mà đội thu được từ việc đi thu gom phế liệu, phần lớn đội dành để đi làm thiện nguyện cho trẻ em nghèo vùng cao. Việc làm đó dù đơn giản, nhỏ bé nhưng vô cùng thiết thực và đầy ắp trách nhiệm với môi trường của các bạn trẻ. Đó cũng là tấm gương để các bạn trẻ noi theo, có lối sống đẹp, sống có ích và biết yêu thương với cộng đồng. Thưa quý vị, mỹ phẩm là một mặt hàng được các chị em phụ nữ vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, sự tràn lan, lẫn lộn của nhiều hàng nhái, hàng giả kém chất lượng trên thị trường hiện nay đã khiến cho không ít các bạn nữ gặp phải những hậu quả khôn lường. Những loại mỹ phẩm giá rẻ, thậm chí chỉ bằng 1/5 giá chính hãng, đã đánh vào tâm lý ham đồ rẻ của người mua, đặc biệt là tại các khu chợ dành cho sinh viên và những người có thu nhập thấp. Chợ Vôi, Thường Tín, Hà Nội là địa chỉ mà nhiều sinh viên nữ tìm đến để mua sắm. Một trong những mặt hàng được các bạn lựa chọn nhiều nhất ở đây chính là mỹ phẩm. Đa dạng chủng loại, mẫu mã, nhãn hàng lại được bán với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Đó là lý do mà mặt hàng này thu hút các bạn nữ trẻ. Thỉnh thoảng em cũng hay mua mỹ phẩm như là son, chuốc mi, kẻ mày. Còn những sản phẩm dưỡng da thì em không dám mua vì sợ hàng chợ không đảm bảo. Vì sinh viên em cũng không đủ tiền, em chỉ mua đồ đủ xài thôi ạ. Một thỏi son đến từ thương hiệu MAC nổi tiếng có giá bán là khoảng trên dưới 500.000 đồng. Giá ở chợ Vôi chỉ là từ 70 đến 90.000 đồng, tức là chỉ bằng 1/5 so với giá bán tại các cửa hàng chính hãng. Sự chênh lệch quá nhiều này khiến cho chúng tôi không khỏi nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng của những loại mỹ phẩm tại đây. Câu chuyện của bạn nữ sau đây là một ví dụ điển hình cho những nguy hại đến từ việc sử dụng mỹ phẩm giá rẻ mua tại các chợ. Nửa năm gần đây ấy, thì mình thấy ở trên mặt mình có nhiều cái nốt nhỏ ni ti xuất hiện, nó làm cho mẩn đỏ hết mặt nên mình cảm thấy rất là khó chịu và không mất cả tự tin khi ra ngoài. Nhưng mà mình cũng nghĩ là đấy chỉ là nóng trong hay là do mình bị nước bẩn nên bị như vậy. Nhưng mà khi đến với da liệu khám thì mình biết được là do mình lạm dụng những cái hàng mỹ phẩm này không đúng với những gì nó đè trên đấy, mà nó là những hàng mà không rõ nguồn gốc, nên mặt mình đã bị ngứa và nổi mụn rất là to và sưng lên, và bây giờ thì không còn cách nào để chữa trị được nữa. Mặc dù đã có nhiều nạn nhân của mỹ phẩm giá rẻ bán tràn lan tại chợ, nhưng điều kiện kinh tế có hạn là một trong những nguyên nhân khiến các cô gái trẻ liều mình. Để không gặp phải những hậu quả trực tiếp đến nhan sắc của mình, thiết nghĩ các bạn gái nên lựa chọn những địa chỉ bán mỹ phẩm chính hãng, uy tín. Không chỉ có các tin tức trong nước, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những tin tức văn hóa, giải trí quốc tế nổi bật. Orlando Bloom đã mở tài khoản Instagram của mình ở chế độ công khai và dưới đây là những điều mà chúng ta nên biết về chàng diễn viên này. 1. Anh có mối quan hệ rất tốt với vợ cũ là người mẫu Miranda Kerr. Sau một thời gian ngắn, tài khoản Instagram được mở công khai. Miranda Kerr đã bình luận trong bài đăng của anh ấy với lời nhắn: tuyệt đó. 2. Orlando Bloom đã tham gia đại nhạc hội Burning Man cùng với Katy Perry và bức ảnh Katy Perry đứng sau Orlando. 3. Orlando Bloom có một cuộn băng sách. Không, đó chỉ là nghĩa đen. Anh ấy có một cuộn băng dính có chữ sách được viết lên trên đó. 4. Anh ấy không cảm thấy xấu hổ khi đi chơi với mẹ của mình và đăng tải những tấm hình đó. 5. Orlando Bloom đã là một ông bố mẫu mực. Ngắm nhìn khoảnh khắc ngọt ngào của tình cha con giữa Orlando và con trai của anh ấy, bé Flynn Bloom. 6. Orlando có một trái tim trẻ thơ và thường tham gia vào các cuộc chiến bóng nước. Hoàng tử William và công nương Kate sẽ đưa con của họ đến Canada. Gia đình hoàng gia đang rất mong đợi chuyến đi đến Canada lần này cùng với hoàng tử bé George và tiểu công chúa Charles. Những người thừa kế sẽ tham gia cùng bố mẹ của họ vào hành trình 8 ngày tham quan đất nước Canada. Chuyến đi này sẽ hết sức tự nhiên và hầu hết đi tham quan các địa điểm ngoài trời.
Một phát ngôn viên của Hoàng gia đã xác nhận thông tin trên và cho biết họ thực sự đã rất thích thú khi đưa Hoàng tử George tới New Zealand và Úc và cũng rất vui mừng vì có cơ hội này để giới thiệu với Hoàng tử bé và tiểu công chúa về đất nước Canada. Hoàng tử William và công nương Kate không thể chờ đợi cho chuyến đi tới Canada, bắt đầu tìm hiểu một phần mới về đất nước này và chuyến đi sẽ đóng góp một phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ vào một vài năm tới. Rihanna và Drake đã nối lại tình cũ và một nguồn tin thân cận với cặp đôi đã tiết lộ rằng Drake vẫn còn yêu Rihanna và tình cảm ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Rihanna là một người không muốn sống trong quá khứ. Nguồn tin này cũng cho biết thêm họ đang dành thời gian vui vẻ bên nhau, hoạt động âm nhạc cũng bị họ ngưng lại. Drake thậm chí đã lên sân khấu và biểu diễn cùng Rihanna tại đêm diễn của cô ấy ở Manchester vào thứ Tư. Chúng ta hãy cùng đối mặt với sự kết hợp của họ là điều không thể phủ nhận. Một ngày sau buổi biểu diễn, Drake và Rihanna đã bị bắt gặp ở một hộp đêm tại Anh. Mặc dù họ không cùng nhau ra về, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng họ thực sự đã quay trở lại bên nhau. Taylor Swift cảm thấy thế nào sau khi chia tay với Tom Hiddleston? Một nguồn tin nói rằng cô ấy đang rất ổn. Đó là khoảng thời gian 3 tháng mà cả hai mặn nồng bên nhau. Taylor Swift đã dành hết thời gian bên những người bạn thân thiết để vực dậy tinh thần sau cuộc tình chớp nhoáng với Tom. Điển hình là việc ăn tối với người bạn thân của cô là Lily Orris ở New York, Mỹ. Một nguồn tin thân cận cho biết thêm, lúc đó Tom và Taylor đang ở hai thời điểm khác nhau. Đó là quãng thời gian đầy cảm xúc mà họ đã dành cho nhau. Mối quan hệ này được cho là rất chóng vánh và nặng nề. Swift cũng dành thời gian cho việc tập thể dục để giữ dáng và kiểm soát tâm trí. Cặp đôi lần đầu tiên bị báo chí bắt gặp khi đang hôn nhau trên đảo Row hồi tháng 6. Tạm biệt mái tóc đen, Kylie Jenner đã trở thành cô gái có mái tóc vàng. Thành viên trong gia đình Kardashian đã dành cả ngày chủ nhật để tẩy mái tóc của cô ấy và đăng tải quá trình thay đổi rất dài lên ứng dụng Snapchat và sử dụng hiệu ứng chú chó. Jenner chuyển sang hiệu ứng mặt con ong và cô ấy nói rằng không thể quyết định giữa màu vàng bạch kim hay màu nâu vàng. Màu tóc mới của cô ấy được thay đổi trước ngày khai mạc tuần lễ thời trang New York. Cách đây một năm, Kylie Jenner đã chuyển sang tóc vàng tại show diễn của nhà thiết kế Prabhu Gurung trong một khuôn khổ tuần lễ thời trang tại New York. Kylie chắc chắn tạo một xu hướng khác biệt trong năm nay. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như Facebook, YouTube thì ngày nay người ta có thể dễ dàng trở nên nổi tiếng đúng không Hồ? Đúng vậy. Hồ thì thấy có những người nổi tiếng nhờ năng lực, tài năng thực sự của bản thân họ. Song cũng có không ít người sử dụng các chiêu trò để câu like, câu view nhằm mục đích nổi tiếng, đặc biệt là một số bộ phận người trong giới trẻ. Vậy những người trẻ, họ nghĩ gì về vấn đề này? Chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay hai vị khách mời trẻ tuổi. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ để có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này nhé. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện ngày hôm nay. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là nói về việc giới trẻ lạm dụng mạng xã hội để nổi tiếng. Và đồng hành cùng với chúng tôi ngày hôm nay đó là hai bạn trẻ, bạn Cao Tuấn Ninh và bạn Bùi Thị Giang. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật là thoải mái và thú vị về chủ đề này. Trước hết thì cho phép mình xin được hỏi hai bạn có thường xuyên sử dụng mạng xã hội hay không? Mục đích chính khi mà các bạn tham gia mạng xã hội này là gì? Có lẽ là xin được mời Giang. Mình sử dụng mạng xã hội đơn giản chỉ là để thể hiện cái cảm xúc cũng như là chia sẻ cái niềm vui hay là một cái cảm xúc bất chợt nào đấy, mình đi đâu, mình làm gì để cho bạn bè cũng như là người thân mình được biết. Đơn giản chỉ là vậy thôi chứ không phải là mục đích là câu like hay là nhằm một cái mục đích gì khác. Vậy còn đi. Mình cũng giống Giang là tức là mình đang chia sẻ những cái trạng thái cảm xúc của mình thì mình đăng lên để cho mọi người biết lên. Và mình thấy rằng là trên trang cá nhân của bạn cũng có rất là nhiều những clip và được mọi người đón nhận đúng không ạ? Thì còn Giang? Mình chỉ đăng những cái ảnh ví dụ như là hôm nay mình đi chơi ở đâu đấy mà có cảnh đẹp hay là mình gặp một cái nhân vật nào đấy mà mình rất là ấn tượng thì mình có thể chụp ảnh và mình đăng lên. Và mình rất là hạn chế quay video clip. Tại vì mình thấy là để quay một cái video clip lên mà mình post lên mạng ấy thì mình thấy là không phải là nó xấu cả nhưng mà đối với mình thì cảm thấy không hợp với bản thân mình lắm. Nó không được gọi là nó phù hợp với những cái tính cách và cũng như là cái sở thích của mình nên mình chỉ đi đăng ảnh thôi. Vậy thì khi tham gia mạng xã hội thì các bạn có thường xuyên bắt gặp được những cái hình ảnh khoe thân thể này hay là khoe đồ dùng đắt tiền hoặc là những cái hành động nào đã bất thường hay không? Bây giờ thì đúng là cũng rất là nhiều nhà Ninh nhỉ. Có như là rất là nhiều những hình ảnh mà những cái bạn nữ chụp, có thể nói là chụp nu đấy, đăng lên rồi những cái món đồ hàng hiệu, túi xách, cái quần áo đăng lên rất là nhiều. Nó đối với mình
Không biết đối với Ninh như nào, nhưng riêng đối với Giang thì đúng là nó thật là nó quá gọi là cái phản cảm, mà có thể nói là đặt trong cái từ đấy là từ dị. Hai bạn, việc đăng những hình ảnh như trên nhằm mục đích gì? Mình cảm thấy trước đây thì mình cảm thấy rất là lạ, và tại sao thế là mình cũng rất là tò mò. Nhưng mà vì sau khi mình cũng tiếp xúc được truyền thông rất là nhiều thì mình cũng cảm thấy rất là bình thường. Khi mà cái xu thế của bây giờ là như vậy thì bắt buộc là họ, một số người sẽ phải sử dụng các chiêu trò như vậy để họ đạt được mục đích của họ. Ví dụ như là bán hàng, hay để họ nổi tiếng, hay là vấn đề gì đó. Vậy theo các bạn, những nguy hiểm có thể rình rập ở đây là gì? Và các bạn làm thế nào để tránh khỏi những nguy hiểm đó? Có cái thông tin trên mạng về người nổi tiếng ở đó, mà đôi khi là một số các cái nhà mạng và đối tượng xấu đã lợi dụng cái đấy để cho cái virus độc hại ấy. Khi mà mình ấn click chuột vào để theo dõi một vấn đề nào đó thì nó sẽ hiện ra rất nhiều những cái không hay, và nó không giống như cái quảng cáo. Như mình đã nói ở trên ấy, thì ở hiện tại thì các bạn giới trẻ có thể nói là rất là nhiều bạn rất là bồng bột khi lựa chọn cho mình và làm cho mình những cái thứ gọi là, có thể nói là những cái thứ nó khác biệt với những người khác để trở nên nổi tiếng. Thì mình nghĩ là sau những cái vụ như thế nó còn ảnh hưởng rất nhiều, không chỉ tâm lý của những người xung quanh mà nó còn ảnh hưởng đến cái mà người khác nhìn nhận về bản thân mình. Thì theo mình nghĩ là như vậy. Khi mà mình quá chăm chút vào nó, mình quá sử dụng suốt ngày về cái mạng xã hội đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến ví dụ như là cái đời sống tinh thần của mình. Và mình lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào đấy thì nó sẽ không làm được cái việc khác đấy. Hai bạn hãy đưa ra quan điểm của mình về việc sử dụng, làm thế nào để sử dụng mạng xã hội một cách phù hợp. Theo mình thì sử dụng mạng xã hội thì để sử dụng đúng thì không phải là ai cũng không biết, mà mọi người đều biết, chẳng qua là mọi người không thực hiện theo nó thôi. Đó là trước khi mình đăng một cái gì lên, hay là trước khi mình làm một cái gì liên quan đến mạng xã hội, mình cần phải có một cái suy nghĩ rất là chín chắn. Mình cần biết là thế nào là đúng và thế nào để nó không quá gọi là phản cảm, và nó không quá gọi là để đưa lên, để mỗi lần mình đưa lên mình đều nhận được một cái hướng gọi là hướng tích cực. Nó quá là chi phối, quá nhiều cân nhắc là kiểu thời gian vào như thế nào và vào thì mình phục vụ điều gì, nên có lý do rõ ràng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của hai bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội có mặt tốt và mặt xấu. Nếu như chúng ta biết dùng tài năng của mình để nổi tiếng thì đương nhiên một điều rằng các bạn sẽ được công nhận. Còn nếu như các bạn lạm dụng mạng xã hội để nổi tiếng thì các bạn đã đánh mất chính bản thân của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng thông qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì các bạn trẻ, các bạn hãy dành một chút thời gian suy nghĩ về việc giới trẻ lạm dụng mạng xã hội để nổi tiếng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thế này, bạn có biết đến bánh cupcake không? Có chứ, bánh cupcake xuất hiện từ thế kỷ 19 và rất phổ biến ở nước ngoài. Tới ngày nay thì bánh cupcake đã trở thành một loại bánh được ưa chuộng trên khắp thế giới. Đúng vậy, với vẻ bề ngoài bắt mắt và sáng tạo, lại là món ăn nhẹ. Do vậy, cupcake thường được xuất hiện trong menu của các buổi tiệc cưới, sinh nhật hay là khai trương. Vâng, chuyên mục sổ tay bí kíp số này sẽ giúp các bạn gái cách làm những chiếc bánh cupcake nhỏ nhắn, dễ thương, đơn giản tại nhà. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Xin kính chào quý vị và các bạn. Cupcake là một loại bánh thơm ngon được rất nhiều chị em phụ nữ yêu chuộng. Cupcake có thể được trang trí theo nhiều cách sáng tạo, độc đáo khiến chúng ta vô cùng thích thú. Tuy nhiên, để làm ra được một chiếc bánh cupcake thơm ngon mà cũng không kém phần hấp dẫn thì không phải ai cũng làm được. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới các bạn đầu bếp, anh Trịnh Như Dương là người sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm bánh cupcake thơm ngon này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mình rất vui khi được giới thiệu đến các bạn món cupcake. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về nguyên liệu để làm món bánh này. Nguyên liệu để làm bánh cupcake gồm có bột mì 25g, bột ngô 25g, 5g đường, đường này là đường bột, 2 quả trứng 60g một quả, đây là 30g sữa, đây là 25g dầu ăn, một chút vani, và đây là các cái vật để trang trí thôi. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm những chiếc cupcake. Đầu tiên là mình sẽ tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng ra hai bát riêng. Mỗi lòng trắng một bát, còn lòng đỏ một bát. Các bạn lưu ý là lòng trắng trứng thì mình không nên để dây một ít lòng đỏ vào ra cả. Mình dùng dây để cho bột cho nó mịn. Bột mì, bột ngô,
Ok. Mình cho vài giọt vani vào cho thơm. Ok. Dầu ăn. Sữa. Sau đó các bạn trộn hết lên. Mình cũng không nên trộn lâu quá tại vì nó sẽ bị chai bánh mất. Đến khi nó quyện vào là được. Không nhìn thấy cái lợn cợn của bột nữa. Ok, như thế này là được. Bây giờ mình sẽ dùng máy đánh trứng này để đánh bông lòng trắng lên. Cái que này thì các bạn nên rửa cho sạch tại vì nếu mà nó dính mỡ thì nó sẽ không đánh được bông lòng trắng. Cần cái ổ điện. Ok. Các bạn đánh từ cấp độ thấp lên cao. Đến khi nào mà lòng trắng thì nó nổi lên cái bọt như vậy thì mình cho một ít bột chua vào. Hoặc là nếu mà các bạn không có bột chua này, tên của nó là cream batata. Nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể thay bằng một chút nước cốt chanh. Sợ công an Dương này, cho em hỏi chút là tại sao lại lòng trắng trứng có nước cốt chanh ạ? Mình đánh bông lòng trắng trứng lên, cái này chính là cái bước để mà làm cái bánh bông lan của mình nó bông lên ý. Nếu mà không có lòng trắng trứng thì bánh bông lan nó sẽ xẹp mất. Mình làm nở cái bánh lên. Từng chút một. Mình đánh bao giờ nó quyện thì mình lại cho thêm. Các bạn lưu ý đây là đường bột nhé. Tại vì nếu mà đường cát thì nó sẽ rất là khó tan. Cái thể tích sau khi đánh bông nó sẽ gấp 3 đến 4 lần thể tích lòng trắng trứng ban đầu. Ok, khi nào cái chóp nó bông thế này là được. Sau khi đánh bông lòng trắng trứng thì mình sẽ lấy 1/3 trong hỗn hợp mà lòng trắng trứng này để cho vào cái âu lòng đỏ vừa với khuấy xong. Bằng cái phới này. Ok. Sau đó mình lại đổ ngược lại cái âu này vào đây. Mình dùng cái spatula này để cho xuống. Cái lúc này thì các bạn trộn lòng trắng với lòng đỏ thì nên trộn cẩn thận một chút, tại vì nếu mà trộn mạnh tay quá thì nó sẽ làm vỡ mất cái bọt khí, nó sẽ không bông được bánh. Các bạn trộn kiểu quấy một phát xong rồi lại cho vào giữa. Cái này người trong nghề người ta gọi là kỹ thuật phâu ấy. Mình lên làm nhanh một chút thì nó sẽ không vỡ bọt khí. Đến khi nào cái khối này nó đồng nhất một màu vàng vàng ngà ngà là được. Bây giờ mình sẽ chia bột này vào trong những cái cupcake này và mình đi nướng thôi. Mình dùng muôi này để mình múc vào nhé. Mình lưu ý là múc 2/3 của cái cupcake này thôi, tại vì nếu mà cho đầy quá thì nó sẽ nở ra ngoài, mình phải chừa thể tích để cho nó nở nữa. Đây. Các bạn cầm cái này đập xuống bàn một ít cho nó vỡ hết những cái bọt khí to ở trong đi. Mới cả cho cái mặt này nó phẳng á thì cái mặt bánh nó sẽ đẹp hơn. Sau đó mình sẽ cho vào lò nướng với nhiệt độ là 150 độ trong vòng 30 phút. Sau đó mình để ra ngoài chờ nó nguội và trang trí bằng kem tươi lên. Cho các bạn tưởng là sẽ trang trí luôn thì mình hay là trang trí sau khi nướng ạ? Mình sẽ trang trí sau khi nướng, tại vì nếu mà bây giờ thả cái này vào nó sẽ chìm xuống đáy mất. Mình sẽ dùng cả một lớp kem tươi xoắn ốc lên nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy khay để cho vào lò. Mình cho bánh vào cái khe giữa của lò. Hẹn giờ 30 phút. Sau khi chờ bánh nguội thì mình sẽ dùng kem tươi để trang trí.
Và anh ơi, kem này thì mình có thể tự làm hay là mua sẵn? Kem này mình có thể mua sẵn một hộp whipping cream ở các tiệm nguyên liệu làm bánh đều có, hoặc là các bạn ra metro thì sẽ được giá rẻ nhất whipping cream. Thôi mình sẽ trang trí được cái bánh này. Các bạn bóp đều tay một chút. Ok. Sau khi đã phụt kem lên thì mình sẽ dùng các cái kẹo đường này để trang trí vào thêm. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần cho một ít ra rồi mình rắc lên. Ngoài những cái kẹo đường này thì mình có thể thay thế bằng những cái thứ đồ trang trí khác không ạ? Được em ạ, mình có thể dùng trái cây, ví dụ như là một lát kiwi hoặc là một trái dâu tây đặt lên đây sẽ rất là đẹp. Khá là đơn giản. Như vậy là mình đã có một chiếc cupcake rất là bắt mắt. Vâng, vậy là chúng tôi đã hoàn thành xong công đoạn làm bánh. Và đây là những chiếc bánh cupcake rất đẹp và hấp dẫn đúng không nào? Hy vọng rằng với cách làm bánh mà anh chị Như Dương vừa hướng dẫn, các bạn có thể tự mình cho ra lò những chiếc bánh thật thơm ngon và xinh xắn như thế. Thay mặt chương trình, chúc anh luôn hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của mình. Chúc các bạn xem truyền hình sẽ có thể thực hiện được những chiếc bánh cupcake thật ngon tại nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, vào những ngày mùa thu đẹp trời này, được ngồi tại một quán cà phê độc đáo có lẽ là một cách thư giãn rất hiệu quả phải không ạ? Đúng vậy. Chuyên mục Bản đồ Thời thượng ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị một quán cà phê rất ấn tượng. Hãy cùng xem đó là quán cà phê nào nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Mặc dù xuất hiện chưa lâu nhưng những quán cà phê thú cưng luôn được các bạn trẻ quan tâm và yêu thích. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Pet Cà Phê, một quán cà phê thú cưng nằm trên đường Lê Hồng Phong thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về nơi này nhé. Bước vào Pet Cà Phê, các bạn sẽ thấy như mình đang lạc vào một khu rừng đặc biệt với rất nhiều loài bò sát. Từng được ví như một triển lãm sống về bò sát tại Hà Nội, quán cà phê thú cưng trên đường Lê Hồng Phong nổi lên là một điểm hẹn giải khát độc đáo. Khách thường uống cà phê có thể chơi đùa thoải mái cùng với những con vật như là rắn, tắc kè, kỳ đà, nhện. Với Pet Cà Phê, các bạn thấy đây không chỉ là một quán cà phê mà còn là một câu lạc bộ dành cho những người yêu bò sát, có thể giao lưu, trao đổi, mua bán phụ kiện và thức ăn cho thú cưng, và đặc biệt là điểm du lịch được yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Xin chào anh ạ. Anh ơi, anh có thường xuyên đến đây uống cà phê không ạ? Anh cũng thường xuyên đến đây. Thời gian đầu anh có đến đây và cũng rất là sợ con vật như thế này, nhưng mà dần dần chơi với các bé này thì thấy nó rất thân thiện và đến bây giờ không còn sợ gì nữa. Tại sao anh lại biết đến quán cà phê Pet này ạ? Quán này anh được bạn anh dẫn đến giới thiệu và đến đây và được vài lần thì mình cũng sau đấy mình thường xuyên đến đây hơn, tại vì có những con vật rất là trưng ra câu gì rồi em ơi. Vâng, em cảm ơn ạ. Nói đến cái thú chơi bò sát thì nó du nhập vào Việt Nam mình cũng là tương đối lâu rồi, cũng khoảng chục năm nay. Thì riêng cá nhân tôi thì cũng chơi được 2-3 năm rồi, thì cũng trên anh em chơi lâu rồi cũng chia sẻ kinh nghiệm và lấy ý tưởng nên đã thành hình được cái Amazon Pet như ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và sau khi được tận mắt nhìn thấy các bạn trẻ chơi đùa cùng với những con vật thì tôi lại càng cảm thấy thích thú hơn. Và ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những quán cà phê thú cưng rất là độc đáo tại thủ đô Hà Nội. Đến đây, quý vị và các bạn không chỉ được chơi đùa với những con vật mà còn được làm quen và giao lưu với những người có cùng sở thích. Hy vọng qua chuyên mục này, quý vị và các bạn sẽ có một điểm đến mới thật là lý tưởng cùng với người thân và bạn bè của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi chuyên mục này. Xin chào và tạm biệt. Cả thế giới anh đang vác trên vai là của riêng mình em, là câu nói mà người con gái nào cũng muốn nghe từ người mình yêu. Ngay sau đây, hãy cùng đón xem ca khúc Nói làm sao hết do Tùng Việt thể hiện.
không phải anh, không lắng nghe em sẻ chia. Không phải anh không biết em đã phải đổi thay vì anh rất nhiều. Cũng không phải anh không biết em yêu anh nhiều thế nào. Chắc tại vì anh đã quá ít nói, chỉ biết lắng nghe. Nhưng tình yêu đã thay anh nói tất cả. Thật sự anh lo nhiều lắm, sợ cũng nhiều lắm. Vì ngoài kia còn bao người hơn anh trên đời. Bao lời yêu thương có nói nữa cũng không hết đâu em. Người con trai cần gì nói mãi một câu. Cả thế giới anh đang mang vác trên vai là của riêng mình. Đổi vai đi. Làm gì đây? Những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống. Điều đó được các bạn sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Truyền hình thể hiện qua tác phẩm dưới đây. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem những sản phẩm thú vị này nhé.
Wow, trúng mánh rồi. Yeah yeah, ăn thôi. Fan này phải ăn thật no mới được. Hay dạ. Hay dạ. À à, ui ui. Hù hù. Hù hù. Thưa quý vị, mong muốn truyền tải đến khán giả những thông tin mới nhất, ngày một tốt hơn cả về nội dung và hình thức thể hiện. Sân chơi này sẽ luôn là cầu nối để đến gần hơn với các bạn sinh viên. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã đem lại những phút giây thư giãn và bổ ích. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.